Thưa quý vị, tục thả cá chép trong ngày ông Công ông Táo là truyền thống tốt đẹp trong dân gian. Tuy nhiên đi kèm với đó là một thói quen xấu khi nhiều người đi thả cá đã thả cả túi ni lông vứt cho bàn thờ bát hương xuống sông hồ, gây ô nhiễm môi trường. Và những năm trở lại đây thì do được tuyên truyền và ý thức của người dân cũng đã dần được cải thiện mà tình trạng vứt túi ni lông vừa bãi ở các địa điểm công cộng cũng đã giảm dần. Để có được điều này thì có những người vẫn âm thầm làm những công việc ý nghĩa, đó là kêu gọi mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Trong câu chuyện tối nay, xin mời quý vị cùng các bạn hãy gặp gỡ sư thầy Thích Tịnh Giác để cùng tìm hiểu rõ hơn về ngày ông Công ông Táo và để cùng nghe thầy chia sẻ về công việc ý nghĩa này. Trước hết, xin mời quý vị cùng theo dõi một clip sau đây. Bắt đầu từ năm 2011, cứ đến dịp Tết ông Công ông Táo 23 tháng Chạp là thầy Thích Tịnh Giác lại ra Hồ Tây để túc trực và thu dọn rác mà người dân vô ý để lại trên hồ. Năm nay, thầy đã có thêm một vài người Hà Nội đồng hành cùng. Vừa nhặt rác, thầy vừa giảng giải cho người dân đến đây nghe về ý thức bảo vệ môi trường. Phong tục thả cá ngày Tết ông Táo lên trời là điều tốt đẹp, vì thả cá là phóng sinh, thể hiện tinh thần yêu chuộng sự sống. Nhưng thả cá cần phải đi đôi với ý thức bảo vệ môi trường, không xả túi ni lông thì mới viên mãn. Năm nay, thầy kêu gọi mọi người hãy dùng xô, chậu để thả cá, thay vì dùng túi ni lông để góp phần bảo vệ môi trường, giúp sông hồ Hà Nội sạch đẹp. Vâng, thưa thầy, trước tiên thì xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian đến với chương trình Chào Buổi Tối. Và câu hỏi đầu tiên muốn gửi đến thầy là từ đâu mà thầy lại có cái ý định là đến ngày ông Công ông Táo thì sẽ đi thu nhặt gom rác và túi ni lông ở các khu vực sông hồ mà mọi người hay thả cá? Kính thưa khán thính giả của đài truyền hình, thật là một điều hân hạnh được đến đây và để tiếp xúc với tất cả mọi người. Lần đầu tiên tôi nhớ vào khoảng gần 10 năm về trước, có một lần tôi đi trên cầu Trương Dương, tôi thấy đột nhiên thấy sao mà bao ni lông rác khắp mọi trên dòng sông thế này. Tôi chợt nghĩ đến cái sự mà ô nhiễm của môi trường, và chúng ta thấy rằng là toàn cầu đang quan tâm vấn đề môi trường thay đổi từng ngày từng ngày. Cho nên chính vì vậy mà tôi muốn dừng xe lại để đi nhặt bao ni lông trên cầu Trương Dương. Thì lần đó không làm sao để dừng xe được, trong lòng rất là bức xúc. Đó là vào năm 2010, đó là nghìn năm Thăng Long. Nghìn năm Thăng Long là một cái năm rất là đẹp, có ý nghĩa của thủ đô Hà Nội, mà chúng ta làm mất đi cái hình ảnh đẹp đó. Cho nên chính vì vậy nó thôi thúc trong tôi là nên làm một điều gì đó để kêu gọi mọi người ý thức về vấn đề môi trường, để làm cho thủ đô chúng ta được đẹp hơn, và văn hóa tập tục của ngày ông Công ông Táo lại càng có ý nghĩa cho toàn cầu thế giới được nhìn thấy dân tộc Việt có một văn hóa thật đẹp. Vâng. Và trong suốt 10 năm qua thì sư thầy làm việc đó âm thầm một mình hay là có những người cũng hỗ trợ giúp sức sư thầy ạ? Lần đầu tiên thì chỉ có một mình chạy đầu cầu Trương Dương đến cuối đầu cầu Trương Dương, cuối cùng đến cuối ngày thì muốn ngất xỉu, chạy không được. Tuy nhiên đó là năm đầu tiên. Rồi qua năm thứ hai thì có lẽ là rất cảm ơn các em sinh viên đã hợp tác cùng nhau và đưa lên cái hình ảnh để kêu gọi bảo vệ môi trường. Xin tất cả quý vị hãy thả cá, đừng thả bao ni lông. Và hình ảnh nó được lan truyền cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn cảm ơn tất cả quần chúng và đài truyền hình có một cái nhịp cầu để nối tiếp, để chuyển cái thông điệp đến mọi người bảo vệ môi trường. Cho nên sự ý thức hệ rất là cao và đã đưa đến một sự kết quả tương đối tốt đẹp và mỹ mãn. Dạ, đến nay thì nhóm cộng tác viên của thầy cứ đến ngày ông Công ông Táo đi nhặt bao ni lông thì đã có bao nhiêu người, thầy có thống kê được hay không ạ? Thường thường thầy có vào khoảng chừng 5-6 người thôi. Dạ. Nhưng mà rồi sau đó bên cạnh có các em sinh viên rất là nhiều. Tuy rằng là mỗi người chỉ là một khu vực để làm. Và gần đây thì 5 năm gần đây, 6 năm gần đây thì thầy không còn được lên trên cầu Trương Dương, bởi vì họ bảo rằng là mất an toàn. Cho nên thầy mới chuyển hướng về Hồ Tây và làm cái chỗ Hồ Tây cũng kêu gọi. Và chính nơi đó thầy có thể là có một cái không gian để thuyết trình được cho mọi người rất là nhiều, để hiểu về ý nghĩa tập tục của mình, cũng giống như là người trong nước và ngoài nước. Và bên cạnh đó chúng ta lại tuyên truyền vấn đề mà thả cá đừng thả bao ni lông, rồi đến tiếp tục là thả cho bằng một ý nghĩa thế nào, có nên hay không nên. Bát hương, bàn thờ cũng vậy. Đó là những câu chuyện rất là dài, mãi 10 năm đến giờ này vẫn chưa có cái giờ phút để kết thúc. Tuy nhiên thì rất hy vọng rất nhiều trong tương lai.
Vâng, lại nói về chuyện thả cho rồi thả bát hương, bàn thờ, bao ni lông xuống hồ vào những dịp ông công ông táo như thế này thì so với những năm trước thì năm nay thì thấy tình trạng là như thế nào? Có thuyên giảm hay là tăng lên ạ? Thực ra thì vấn đề chúng ta chỉ làm hai phần. Phần thứ nhất là vấn đề mọi người ý thức rất là cao nhờ truyền thông và sự năng nổ của các em sinh viên và quần chúng. Ai cũng muốn thấy là đất nước cởi mở rồi thì chúng ta phải hợp tác để làm đẹp cái hình ảnh của dân tộc Việt. Cho nên chính vì vậy mà cái bao ni lông đã thuyên giảm rất nhiều. Như năm nay thì thấy có thể là đạt lên tới 70%. Con số rất là lớn và không thể tưởng tượng được. Và cũng có thể là năm nay một phần là hôm qua mọi người đã đi thả nhiều rồi, hôm nay cũng giảm bớt một phần. Tuy nhiên thầy vẫn nhận định là mọi người hưởng ứng cái phong trào và giảm thiểu cái số lượng bao ni lông và đem về và dùng thau, dùng mấy cái hũ để thả cá. Thật điều rất cái tốt. Việc mà mọi người mang cá ra hồ thả và mang bao ni lông, mang túi rác để đi về thì cũng rất là dễ hiểu thôi. Thế nhưng mà với những cái vật dụng mà mọi người sẽ không biết là phải xử trí như thế nào, như là bát hương này, rồi chân nhang, rồi cho, hay là thậm chí là những cái bàn thờ rất là lớn, thì nếu như mà không sử dụng nữa thì mọi người nên làm như thế nào ạ? Đó là một cái câu hỏi mà tôi rất là ưu tư, rất là quan tâm vấn đề đó. Tuy nhiên thầy thấy rằng là sau 3 năm đưa lên cái thông điệp là chúng ta chỉ thả cho bằng một phương pháp gọi là làm phép thôi. Chúng ta chỉ bỏ một chút xíu để cho phù hợp với cái văn hóa và tập tục và cái thói quen của con người là nghĩ rằng xui xẻo chúng ta bỏ xuống dòng sông cho mát mẻ. Trong cái mát mẻ này chúng ta nghĩ rằng đó là sự may mắn, thì thật sự trong tinh thần Đức Phật dạy may mắn là những hành động của chúng ta phải làm thế nào nó có hiệu quả trong tương lai, ngay giây phút hiện tại, không phản cảm, và trong tương lai nó có một mục đích sâu dài thì đó mới gọi là sự may mắn. Chứ tất cả đều là nhân và quả, nghiệp lực, không thể nào mà chúng ta lại tin một cách dễ dàng là vứt xuống sông để cho mát mẻ. Nếu mà nói mát mẻ tại sao chúng ta lại không nghĩ rằng vứt xuống sông mùa đông nó lạnh thì nhiều cái bị hàng, bị bệnh nó phá không quý vị? Cho nên cái điều đó nó không phù hợp. Tuy nhiên mọi người, thầy thấy rằng mọi người rất là yêu mến sự kêu gọi của thầy, của tôi, cho nên mọi người hợp tác và chỉ cần tôi nhận định và làm phép một chút xíu gọi là bỏ, còn bao nhiêu chúng ta để thả về môi trường thiên nhiên của nó. Cho nên đa phần mọi người yêu mến và hợp tác rất là cao. Mỗi ngày mỗi cao hơn. Ngày nay thì cũng rất là nhiều gia đình cầu kỳ trong việc cúng lễ. Thì ngoài việc nấu các cái bữa cơm cúng rất là linh đình ra thì còn chuẩn bị vàng mã, rồi các cái bộ quần áo để đi hóa vàng. Mỗi một năm thấy mọi người đốt hàng những cái lư hương cao đến quá đầu người. Thì theo thầy đây có phải là một cái phong tục đúng hay không? Và chúng ta nên kế thừa cái truyền thống như thế nào để mà không ảnh hưởng đến môi trường đó? Vâng, kính thưa quý vị, bởi vì chiếu theo truyền thống của Phật giáo thì bát hương chúng ta không phải để từ đầu năm đến cuối năm mới rút, mà chúng ta phải rút nó và dọn dẹp nó một tháng hai kỳ trước ngày rằm hay ngày mùng một, thì đó mới là tinh thần đúng chánh pháp. Bởi vì nhà chúng ta biết sạch sẽ thì bàn thờ ông bà cũng phải sạch sẽ, cũng phải thường xuyên dọn dẹp. Không thể nào lại có một quan niệm rằng là động bát hương là động mồ, động mã. Cái câu nói đó nó không hợp vào nguyên lý căn bản của cuộc sống và nhận thức của con người, và nó cũng không phù hợp ngày hôm nay nữa. Cho nên tôi thường khuyên mọi người, khi mọi người hợp tác thì mọi người đều thay đổi bát hương, rút ra thường xuyên. Và không những thế mà khi rút ra thì cái chân hương đốt, chúng ta bỏ cái cho vào trong vườn cây của mình. Hoặc là mỗi gia đình ngày nay vấn đề môi trường và rau sạch thì chúng ta làm một cái thùng để bỏ cho vào, trộn đất vào để chúng ta có một cái rau sạch trong gia đình mình. Điều đó là rất tuyệt vời. Cho nên tuyên truyền vấn đề đó thì mọi người đa phần nhận thức và thay đổi rất là nhiều. Tuy nhiên sáng hôm nay thầy ra lúc 7 giờ thì hơi thất vọng. Tại sao bát hương bỏ nhiều quá? Đây là vấn đề chúng ta không thể nào một sớm một chiều mà thay đổi được tư duy. Cũng mong rằng là đài truyền thông và ý thức hệ mọi người thay đổi cái tư duy của mình. Không thể nào vứt bát hương xuống dòng sông. Cho nên tôi có cách để đối phó vấn đề này. Xin mọi người hiểu và nhẫn nại để làm theo cái chương trình của tôi làm. Thì bát hương nhúng xuống dưới nước để cho đầy đủ ý nghĩa, mát mẻ như quý vị nghĩ, rồi xong bỏ lên môi trường. Và cho cũng chỉ bỏ chút xíu, gọi là tượng trưng làm phép. Và hầu như mọi người hợp tác. Và cho đến ngày hôm nay thì gặp lại các cụ của những năm trước, các cụ la lên: vâng, cảm ơn thầy, mọi lần cứ chống đối thầy, nhưng mà cuối cùng thuyết phục thầy thì mọi người đồng ý và làm theo chương trình của thầy. Quả thật
sau 3 năm, 4 năm con thấy gia đình vẫn bình an và mát mẻ thì đó là một điều rất là hiệu nghiệm, sự hợp tác của các cụ rất lớn. Nên... Cảm ơn sư thầy Thích Tịnh Giác ngày hôm nay đã đến trường quay của VTC14 và chia sẻ những câu chuyện rất là ý nghĩa. Và quả thật đúng là chúng ta làm điều gì đó để mà ngày hôm nay mang lại kết quả tốt cho ngày sau thì mới là phù hợp với đạo lý của nhà Phật. Cảm ơn sư thầy và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi.